chào các bạn, đăng ký kênh nhanh nhé và nhấn vào chuông ạ để cập nhật các clip mới nhất của Abo nha các bạn. Chào các bạn, trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúc mừng các bạn đã đến với cái bàn xấu xí của anh Phi. Chị Thư kêu anh Phi xử lý chỗ này sao cho nó đẹp, và thú thật các bạn không biết làm sao để xử lý cái bàn này cho nó đẹp. Làm gỗ lên thì khi mà cắt thì cắt không được, khi dùng dao thì hư gỗ, mà sơn lên thì nó càng xấu xí, cho nên thôi kệ, cứ để nó vậy nha các bạn ha. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì anh Phi sẽ có hai đơn hàng, cái kiểu là anh ở đầu sông em ở cuối sông. Bởi vì sao? Một đơn hàng thì ở tận miền Tây là ở Hậu Giang, huyện Vị Thanh, nó kêu bằng thành phố Vị Thanh, thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang. Một cái thì ở quận Đống Đa ở Hà Nội. Hai cái thì cũng chưa phải là một góc của Việt Nam về vấn đề biên giới, nhưng mà nó cũng đại diện cho hai tỉnh, một tỉnh miền Bắc và một tỉnh miền Nam ha. Rồi ở đây anh Phi sẽ có 5 hộp tay đua ngân hàng. Anh Phi hiện nay còn tổng cộng là 20 mã, nhiều hơn 20 mã anh Phi mới đăng lên có 20 mã ngân hàng thôi. Cái đường link Shopee anh Phi để lại ở phía dưới cái phần diễn đại của cái clip này, các bạn cứ vào đó http://shopee.vn/qdtn là địa chỉ của Abo trên Shopee đó các bạn. Các bạn có thể lên đó vào tìm vào cái thư mục tập hợp xe tay đua ngân hàng để xem. Hai là các bạn có thể tìm cái bộ sưu tập xe ngân hàng trong đó anh Phi có đăng đầy đủ hết thông tin trong đó. Hoặc các bạn có thể lên YouTube để các bạn có thể truy cập với từ khóa xe tay đua ngân hàng, thì nó sẽ hiện ra tất cả các clip mà anh Phi đã làm, đã chia sẻ cái cách chơi, cách lắp ráp hiện nay. Và nhất là mùa hè các bạn sẽ rất là dư dả thời gian và có đủ thời gian để chinh phục tất cả các mã hàng mà xe tay đua ngân hàng anh Phi có. Và bây giờ thì anh Phi sẽ test và đóng hai đơn hàng, một đơn 3 hộp và một đơn 2 hộp, và anh Phi giới thiệu sơ. 2502 là hàm đá mập, 2504 là rầm tốc độ, 2507 là dơ cánh đen. Về đây là dòng 22, nó khác cái dòng 25 chút xíu. Dòng 22 thì nó rẻ hơn đó các bạn ha. 2205 là đẳng hào quang và 2212 là ngựa 1 cân. Nhìn ở ngoài nó đẹp như vậy nhưng mà cái hộp nó hơi mớp chỗ này chút xíu, chắc không sao các bạn ha. Nó còn nguyên tem, nguyên kiện, nguyên đai luôn. Và bây giờ thì anh Phi sẽ thui cái đai này ra để dán cái tem đặt điểm hàng lên nhé các bạn nhé. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ điểm hàng và bắt đầu đóng hàng để gửi về Hà Nội và Vị Thanh Hậu Giang đây. Rồi các bạn chờ anh Phi nhé. Kiểm tra hàng xong xuôi rồi, anh Phi đã dán tem và ký nhái ở trên này để đảm bảo rằng là hộp hàng đã gọi là kiểm tra rồi. Có cái hộp ngựa một sừng này, chỗ này nó hơi thụng chút xíu, các bạn thông cảm. Nhưng mà hàng này vẫn là hàng ngon, anh Phi khui siêu đàng hoàng nha các bạn nhé. Anh Phi không có gửi hàng cũ cho các bạn đâu, các bạn yên tâm. Không có gửi hàng khui rồi đâu, yên tâm anh này ha. Rồi thì xong rồi đó các bạn ha. Các bạn có thể tìm trên YouTube từ khóa là xe tay đua ngân hàng cộng với cái mã hàng 2502 hoặc là một cái mã hàng bất kỳ 2205 hoặc là 2212, các bạn sẽ thấy được những cái đoạn clip anh Phi chia sẻ trên đó ha. Và các bạn có thể xem qua để biết cách, hoặc là xem những cái điểm mấu chốt như những cái điểm ráp hộp số chẳng hạn, hoặc là những cái linh kiện nhỏ nhất nó để ở đâu. Và bây giờ thì anh Phi sẽ đóng hàng nhé.
hộp 2 thùng sang ngân hàng, 1 thùng 3 hộp, 1 thùng 2 hộp. Anh Phi đã đóng xong rồi đây. 1 thùng thì gửi đi vị Thanh Hậu Giang, 1 thùng thì gửi đi Hà Nội. Các bạn thấy anh Phi đóng hàng có kỳ công không? Cho nên các bạn đặt niềm tin là chuyện bình thường nhé các bạn nhé. Rồi bây giờ các bạn có thể truy cập vào Abo trên Shopee, Abo trên Sen Đỏ, và các bạn có thể gọi điện hoặc là nhắn tin Zalo cho anh Phi để anh Phi cung cấp cho các bạn thông tin về giá hàng, mẫu hàng và cung cấp địa chỉ cho anh Phi để anh Phi báo giá vận chuyển cho các bạn. Nhưng anh Phi nhắc lại, các bạn xin phép ba mẹ rồi mới liên lạc mua hàng nha các bạn nhé. Ngày hôm qua anh Phi có một đơn hàng từ ngoài cánh ngoài Bắc liên lạc với anh Phi từ sáng cho tới tối luôn, rồi kết đơn mua đủ thứ hết trơn, 3-4 mẫu máy bay điều khiển từ xa. Rồi sau đó anh Phi gọi điện thì em chưa có xin mẹ, đừng có gọi cho em. Sau khi anh Phi gọi được cho mẹ bạn thì mẹ bạn nói xuống có mua hết. Rồi bắt đầu lại bị rầy ha, cho nên anh Phi không muốn chuyện đó xảy ra. Rồi giận hờn rồi lên unsubscribe kênh, rồi lên comment tùm lum ở trên YouTube hết, không hay lắm đâu các bạn. Rồi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn, và nhắc các bạn nên xin phép ba mẹ trước khi quyết định mua hàng online nha.